Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Gian OCR 5300, một dòng xe đạp đua của Gian, một thương hiệu rất là nổi tiếng trên toàn thế giới và là một cái thương hiệu quốc dân của thị trường Việt Nam. Thương hiệu Gian, xe thì được sử dụng bộ set group full, một bộ set group của Shimano Tiagra, dòng phụ tùng cũng rất là cao cấp của dòng Shimano. Thì xe là khung nhôm bánh 700C, tông màu đen vàng cực kỳ đẹp, tông màu rất là đẹp. Gian OCR 5300 khung nhôm, toàn bộ dây là đã được chạy âm sườn hết, chạy hết âm sườn. Do xe là xe bãi và đã qua quá trình sử dụng nên là xuất hiện những cái vết xước, cái xước nhỏ, xước răm không thể tránh khỏi. Còn tổng thể xe như sơn xi các thứ thì các bác có thể tự đánh giá trên hình này, vẫn còn rất là bóng mới. Xe Gian sử dụng bộ group của Shimano Tiagra, như mà các bác chơi xe lâu năm thì cũng có thể đánh giá được là bộ Tiagra nó thuộc cái phân khúc gọi là cận cao cấp của dòng Shimano, sử dụng cũng cực kỳ là tốt, ngon lành. 10 tầng líp, trang bị 10 líp và 2 tầng đĩa. Đùi đạp cũng là đùi tia, đùi trục rỗng. Đùi trục rỗng và tia này, đạp đĩa cũng Shimano tia ra. Và gập phanh 3 mảnh. Và mảnh đến đùi tay lắc. Full hết tất tần tật một set group. Tay lắc này là tay lắc 10 x 2 các bác nhé. 10 đến 2 đĩa. Cặp vành của Zero, cặp vành Zero, một cái loại phụ tùng hàng hiệu. Đũa là tăm dẹt, đũa tăm dẹt. Vết bẩn. Giám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 45 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 50 cm. Thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m63-64 đi là phù hợp. Đi 10 lít và 2 đĩa, 20 độ khác nhau. Chuyển động rất mượt mà. Và giá bán của chiếc xe bên em đang bán mức giá chỉ có là 11.500.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn thêm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.